chiều 25 tháng 6, Công an thành phố Thủ Đức cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra làm rõ vụ nghi án phóng hỏa đốt nhà khiến hai người tử vong trên địa bàn. Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, người dân tá hỏa phát hiện ngọn lửa bốc cao nghi ngút khói từ một căn nhà nằm trên đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trương Tây, thành phố Thủ Đức nên đã hô hoán và lập tức dùng nước bình cháy dập lửa nhưng không thành công. Trong khi đó, có khoảng 5 đến 6 người trong căn nhà bị bốc cháy đã nhanh chóng tìm cách thoát được ra ngoài vào thời điểm ngọn lửa bùng phát mạnh bao trùm cả căn nhà. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành chữa cháy dập lửa và phát hiện một người tử vong, một người bị thương. Người bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cũng đã tử vong. Trao đổi nhanh với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, lãnh đạo Công an thành phố Thủ Đức cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ việc như báo nêu, đồng thời xác nhận vụ cháy đã khiến hai người tử vong là hai chị em trong căn nhà. Qua điều tra bước đầu, Công an xác định vụ việc nghi do có đối tượng phóng hỏa.